khi mà bọn con vào ngày cưới thì đúng là bọn con trải qua sinh tử với cả nhau. Có nghĩa là đến nhà con để đưa dâu về vào cái ngày cưới thì bọn con gặp tai nạn. Hôm đấy thì bọn con ở trên xe, thì ở trên thì có lái xe và cái bạn make up ở trên nữa, thì hai vợ chồng ngồi dưới không có thắt dây an toàn, thì bị một cái xe tải, bạn ấy bị mất lái đâm chính diện vào xe con. Và cái xe của vợ chồng con nát bét, đúng là trong cái rủi có cái may là bốn người trong xe hoàn toàn không bị làm sao. Thế vợ chồng con hiện tại đang có một cái sẹo ở trên mặt đấy ạ. Lúc đấy kiểu lúc đấy là con bị ngất lâm sàng, thì con chỉ hơi mở mắt ra con nhìn bên cạnh chồng thì thấy chồng kiểu máu nhiều quá. Thì con mới hỏi chồng có bị làm sao không, thì chồng cũng quay ra hỏi con có bị làm sao không, và từ lúc đấy là con bị ngất luôn. Chú Quốc Thuận, cô Hồng Vân và con kính chào quý vị khán giả đang đón xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Đào Thế Quang, hiện tại đang là CEO của công ty xuất nhập khẩu từ bên Nhật, Hàn về Việt Nam. Con năm nay 32 tuổi ạ. Trời ơi, trẻ quá, trẻ mà quá giỏi luôn á. Rồi mời con. Con chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân ạ. Con tên là Hà Phương Trinh ạ. Hiện tại con cũng đang là founder của công ty cổ phần Tokikin và công ty làm cùng với cả chồng ạ. Hiện tại là con 34 tuổi ạ. Con hơn chồng 2 tuổi. 2 tuổi. Dạ. Rồi nhưng mà nhìn không hề biết đâu nha. Bây giờ hai đứa kể cho chú nghe đi, cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là như thế nào nè. Từ đầu thì con biết Trinh qua một người bạn. Rồi sau đấy con tìm trên Facebook thì thấy Trinh, nhưng mà lúc ấy Trinh cũng đang ở Nhật, con cũng đang ở Nhật. Hầu như là những người ở Nhật mà xinh gái cô chú hầu như là sẽ có người yêu hết. Thế nên lúc đấy là con cũng không quan tâm lắm, bởi vì con nghĩ là có người yêu rồi nên thôi mình. Thế xong bước đi một thời gian thì lúc ấy con nhưng mà là không có nói chuyện gì hết luôn. Dạ vâng vâng. Con chỉ search và tìm kiếm kiểu follow để đấy thôi. Thì bước đi một thời gian thì con cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ví dụ như là con bị lúc ấy thời điểm đấy cũng là thời điểm khó khăn đối với con. Lúc ấy con bị bạn lừa mất tiền này, xong sau đấy thì con cũng có đầu tư cùng bạn bè cũng bị mất số tiền khá lớn. Thế xong tình cờ con lướt Facebook thì lúc ấy cũng là Trinh post một cái ảnh bikini lên, ghi vào đầu con bảo wow, thì body thì gương mặt thấy wow, ok quá, quyết định là ấn theo dõi và trong đầu ghim bằng được bạn này, làm thế nào để có thể mình tán đổ bạn này luôn. Thế xong bắt đầu trong đầu con mới lên một cái chiến lược để có thể tán đổ bạn này. Bây giờ con khi mà lúc ấy là Trinh cũng về Việt Nam rồi, con thì lúc ấy con vẫn ở bên Nhật. Có nghĩa là bạn đúng là bạn ấy hôm nay bạn nói chuyện thật thì con cũng mới biết, bởi vì là bạn ấy cứ comment vào những cái bài post của con trên Facebook thì con mới thấy là ôi sao cái người này là ai mà sao cứ comment liên tục như vậy. Xuyên quá. Đúng rồi ạ. Thế là con bị ghim cái tên của bạn này vào. Thì lúc đấy con mới thấy rằng là đợt đấy con lại cũng gặp biến cố, bởi vì mới về Việt Nam thì cũng làm ăn thì cũng không được tốt, vâng ạ, và cũng bị thua lỗ. Thì thời gian đấy thì con cũng rất là buồn ấy. Nhưng mà bình thường thì con sẽ không nói chuyện với người lạ. Nhưng mà tự dưng đợt đấy thì con cũng kiểu đang chán, đang buồn. Thế là thấy bạn ấy comment nhiều quá thì con cũng comment lại. Vừa comment xong thì bạn ấy nhắn tin inbox cho con luôn. Xong rồi nói về con, kiểu rất là hiểu con. Con bảo ôi bạn này là ai nhỉ, mà tại sao lại biết về mình mà mình hoàn toàn không biết về bạn ấy. Thế là con mới tò mò quá nói chuyện với bạn ý, thì con lại nhìn những cái ảnh của bạn ý, trên ảnh bạn ý giống một kiểu không giống con trai ấy cô ạ. Ngày xưa cách đây mấy năm lúc mà quen con ấy giống kiểu giống một bạn lét hơn ấy, kiểm tra càng nhìn thì con lại càng thấy giống. Cô có thấy kiểu nét con gái không ạ? Là nét con gái mà bị lét á. Nhưng mà bây giờ bạn này là đã tăng 10 cân rồi, trước kia là kiểu gầy và trông rất giống con gái. Thì con mới bảo bạn ý là nếu mà muốn tiếp tục nói chuyện thì phải hôn video để con check xem là có phải là con trai không. Thì lúc đấy con gọi thì bạn ấy cứ trốn nói tránh. Dối trốn tránh là càng nghi ngờ nữa. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà lý do tại sao không trốn? Bởi vì lúc ấy con bị căng thẳng quá, lúc ấy là kiểu như là da mặt nó chưa được đẹp, mọng mụn mà không ngủ được. Lúc ấy con phải điều trị tâm lý, phải uống thuốc an thần mất 3 tháng. Khi mà con đi chữa xong thì mới dám tự tin gọi lại cho bạn ấy, và lúc ấy con phải lên chiến thuật. Thế nên con mới bảo thôi, bình thường là cứ rửa mặt xong là da mặt đẹp nhất. Thì lúc ấy sau khi rửa mặt xong cái con gọi điện luôn cho bạn ý. Và lúc ấy con cởi trần mà. Cởi trần để chứng minh là tôi rất là men. Vâng. Thì không cần phải hỏi thì cũng biết là bạn này men rồi. Nhưng mà qua video call á, có nhìn thấy ảnh trẻ hơn mình không? Ôi lần đầu lúc mà con gặp một cái con kiểu ôi xinh đấy, kiểu xinh dai thế. Nhưng mà chắc thì kiểu đúng là bạn ấy lúc đấy không có mặc áo thì con chắc là đúng là con dai thật. Nhưng mà lúc đấy con tự dưng bị chột vào trong đầu là ôi bạn ấy trẻ hơn mình như thế này, nhìn măng non quá. Cô ạ. Lúc đấy lại còn chém gió với con là sinh năm 91. Bạn ấy biết quá rõ về con, về tuổi của con, mà con thì không biết gì về bạn ấy. Con mới bảo là không thể nào mà 91 mà trông trẻ như thế này được. Thế
là bằng cái cách của con thì bạn ấy cũng phải khai thật tuổi ra. Là nhỏ hơn chị 2 tuổi. Dạ. Thì lúc ấy con cũng hơi sợ. Nếu mà mình ít tuổi hơn là mình không biết xưng hô như thế nào cho hợp lý. Thế xong sau đấy là đầu tiên là cứ bạn bè, xong sau đấy là khi mà phát hiện tuổi rồi thì thôi xưng tên nó dễ. Dạ vâng. Mà lúc đó là con ở Nhật còn bạn này là ở Việt Nam. Ở Việt Nam dạ, vâng. Như vậy thì bao lâu thì tụi con chính thức là gặp nhau ở ngoài đời rồi thực sự yêu nhau? Khoảng 4 tháng ạ. 4 tháng thì, sau. Dạ vâng, 4 tháng sau thì trong cái quá trình 4 tháng thì bọn con có nói chuyện với cả nhau. Thì thật ra cái cảm giác khi mà lúc mà con đang bị buồn như vậy ấy, thì có bạn này xuất hiện ấy, thì bọn con nói chuyện giống như kiểu là đã quen nhau rất là lâu rồi. Và đợt đấy thì con cũng đang kinh doanh, cũng hay đi sang Trung Quốc rồi đi Hàn, đi rất là nhiều nước để lấy hàng về ấy. Thì bạn ấy cũng ở xa để support cho con. Thì có một hôm thì bạn ấy mới bảo con là làm người yêu bạn ấy nhé. Thì con mới bảo là có tình ở trên online rồi, nhưng mà chưa gặp nhau. Là con có tính trước không hay là con chơi cú bất chợt luôn? À, vâng, con tính trước rồi chứ. Bởi vì con đã bảo rồi, khi mà con tán bạn này con phải lên một cái kế hoạch rất là rõ ràng. Và con biết là thời điểm nào con nên nói và thời điểm nào con inbox cho bạn và thời điểm nào mà mình xác nhận được là bạn ấy chưa có người yêu. Ngay cái thời điểm đó, thời điểm con đang rất là suy sụp đúng không? Trong công việc đúng không? Dạ vâng. Thì có nghĩa là giờ lo lên chiến thuật đeo đuổi con bé này. Vâng. Rồi thời gian đâu để mà con gọi là tái sản xuất lại cái công việc của mình. Lúc ấy là con tạm thời con sẽ gác lại công việc và là relax luôn đúng đó. Rồi, vâng. Lúc mà tỏ tình thì con chưa nhận lời. Đó. Nhưng mà con không phải là chưa nhận lời mà con nói luôn là con bảo là con sẽ không yêu xa. Nếu như mà Quang về Việt Nam thì con mới đồng ý yêu. Lâu quen có về không? Dạ con có chứ. Lâu không? Thì cũng sau hơn một tuần rồi ạ. Rồi bây giờ cái cảm giác đầu tiên mà hai đứa gặp nhau ngoài đời sao? Đó. Hôm đấy con nhớ là con ra sân bay để đón bạn ý. Tự dưng con bị kiểu bị sốc ấy con. Sao vậy? Sốc gì? Sốc vì bạn ấy ăn mặc kiểu style kiểu y hệt Nhật luôn ấy ạ. Tóc thì dài mà con thì lại không thích cái style đấy. Bởi vì bình thường nói chuyện thì toàn là kiểu mặc đồ pyjama ở nhà để fake time thôi. Mình cũng chưa thể biết được là thực tế ở ngoài như thế nào. Vẫn sinh ra như thế nhưng mà con bị sốc về kiểu thời trang của bạn ý. Mặc đồ gì? Mặc đồ sumo mặc, hay là mặc cái quần kiểu skin bó sát vào người xong rồi một cái áo dài giống kiểu style ở bên Nhật ấy cô. Rồi. Tóc thì dài ra. Hơi bị sốc, con mới chột dạ và ôi tôi chết rồi, mặc thế này gì con kiểu con không thích kiểu cách như thế. Thấy bạn ấy cũng kiểu trẻ nữa thì lúc đấy con kiểu chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Nhưng mà chú hỏi nè, tại sao con lại lựa chọn cái phong cách ăn mặc theo cái gu của người Nhật vậy? Bởi vì lúc đấy thì con ở Nhật cũng lâu rồi, thế nên con thấy mà con cũng học trường đại học cùng với các bạn Nhật nữa nên mình phải theo phong cách của Nhật để cái đó dễ hòa đồng là hơn bình thường trong cái lối sống và cái cách chọn lựa trang phục của con thôi, chứ không có nghĩ là mặc cái đó để chinh phục bạn này đúng không? Mình mặc rất là bình thường. Dạ. Nhưng mà cảm xúc của con khi mà gặp bạn này ngoài đời thì sao? Con lúc ấy chỉ muốn đi về nhà thật nhanh thôi. Sau cái bữa đó là coi như là bạn này là gom đồ về là ở chung luôn. Dạ, đúng vâng. Không? Dạ. Rồi sống thử bao lâu thì mới bắt đầu kết hôn? Sau khi sống thử gần một năm. Trong suốt một năm một cái thời gian các em sống thử với nhau á thì có thấy là cái tính khí và với tất cả mọi thứ nó có hợp với nhau không? Nó hợp rất với nhau. Rất nhiều chuyện xảy ra. Con cũng sốc về tính cách của bạn ấy mà bạn ấy cũng bắt đầu có những cái tất nhiên là khi mà mình ở với nhau thì nó sẽ lòi hết ra những cái tính xấu của nhau. Thì thời điểm đấy thì bạn này đang ở Nhật quá lâu rồi thì bạn ấy về Việt Nam. Thì bạn ấy bị một cái hình thành một cái thói quen sống ở bên Nhật. Nghĩa là bạn ấy đi xe đạp ở bên Nhật thì về Việt Nam bạn cũng đi xe đạp. Bạn không đi xe máy, chỉ có đi Grab. Mà cái thời điểm lúc mà quen nhau đấy là cả hai đứa đều tay trắng rồi. Thì lúc đấy về thì bạn ấy mang những cái thói quen đấy về thì con cũng hơi sốc. Thứ hai nữa là bạn ấy không biết, chưa bao giờ tặng quà cho người yêu cô ạ. Từ cái sốc cái này đến cái kia, có nghĩa là trong suốt thời gian đấy thì con có ngồi nói chuyện với bạn ý thì con bảo rằng là không thể mang cái nếp sống ở bên Nhật như thế này về Việt Nam được. Ít ra bình thường không nói làm gì nhưng những cái ngày ví dụ như lễ. Sinh nhật, ngày lễ là mình phải có quà. Đấy thì nói thì bạn ấy cũng hiểu. Mà có một điều sốc nhất là con đi gội đầu cô ạ. Bạn ấy bảo con là sao em đi ra gội đầu làm gì, gội đầu ở nhà đi, gội đầu ở ngoài tốn tiền lắm. Tại vì ở Nhật không bao giờ mà đi ra ngoài gội đầu, mà ở Việt Nam mình thì con gái hay ra ngoài gội đầu ấy ạ. Thì con cũng nghĩ bảo là ôi bạn này chết rồi, thế này không hiểu là mình không được rồi, thôi không được rồi. Không được rồi, như thế này là kiểu dạng keyboard hay là như quá, thế nào, thế này key chết quá, mất. Đúng rồi ạ. Thì không chịu được. Tại vì khi mà bọn con sống chung với nhau thì tất cả đều fair play hết. Đúng và rồi. Chia đều chia, đi ăn, đi du lịch hay tất cả mọi thứ đều, hai đứa đều fair play với nhau rồi, hết. Lúc đó sao, có cãi vã không? Có chứ ạ, thế là con nhất đỉnh điểm là vào sinh nhật con thì đến 9 giờ tối rồi cô ạ. Mà vẫn không một lời chúc, mà cũng không có quà sinh nhật. Thế hôm đấy con mới quyết định là chia tay. Thì con mới rời khỏi cái nhà mà hai đứa sống chung về nhà chị gái con, và con nhắn tin là chia tay. Và con bảo là không thể tiếp tục được. Lúc sau thì con thấy cháu con gọi điện
thì bảo là dì ơi, dì ra ngoài này một chút với cháu. Hóa ra là gọi điện cho cháu con, mà cháu con thì học cấp 3, hỏi tư vấn xem là tặng quà gì. Thế là cô có biết là tặng quà gì không ạ? Tặng một con gấu bông. Một con gấu bông. Còn lúc nghĩa là lúc đấy con 27, 28 tuổi rồi mà lại đi tư vấn bởi một đứa học sinh cấp 3 thì nó chả tư vấn cho là con gấu. Thực sự lúc đấy con rất là giận, mà con phì cười luôn. Ôi sao cái cậu này, cậu ấy kiểu thật thà mà cậu ấy không biết một cái gì. Thì lúc đấy con suy nghĩ rằng là à, đây không phải là tính cách của một cậu ấy, mà là vì cái thói quen, có cái thói quen rất là lâu dài. Mà cái cách đúng rồi ạ. Bạn ấy cũng không biết cách là tặng quà hay như thế nào này, rồi là đến các cái ngày đấy thì con, bạn ấy hôm đấy bạn ấy khóc và bạn ấy mới bảo con là cho bạn ấy cơ hội để thay đổi, vì bạn ấy rất là yêu con và bạn ấy không biết những cái việc là phải làm như thế. Nếu như mà thực sự thay đổi thì sẽ phải hành động cho con thấy. Thì con cũng cho bạn ấy cơ hội, bởi vì thật ra là bạn này rất là tốt. Từ lúc mà con về Việt Nam tới lúc cưới là một năm bảy tháng. Khi mà bọn con vào ngày cưới thì đúng là bọn con trải qua sinh tử với cả nhau. Có nghĩa là đến nhà con để đưa dâu về vào cái ngày cưới thì bọn con gặp tai nạn. Hôm đấy thì bọn con ở trên xe, thì ở trên thì có lái xe và cái bạn make up ở trên nữa, thì hai vợ chồng ngồi ở dưới không có thắt dây an toàn, thì bị một cái xe tải, bạn ấy bị mất lái đâm chính diện vào xe con. Và cái xe của vợ chồng con nát bét. Đúng là trong cái rủi có cái may là bốn người trong xe hoàn toàn không bị làm sao. Thế vợ chồng con hiện tại đang có một cái sẹo ở trên mặt đấy ạ. Thì lúc đấy kiểu, lúc đấy là con bị ngất lâm sàng, thì con chỉ hơi mở mắt ra con nhìn bên cạnh chồng thì thấy chồng kiểu máu nhiều quá. Thì con mới hỏi chồng có bị làm sao không, thì chồng cũng quay ra hỏi con có bị làm sao không, và từ lúc đấy là con bị ngất luôn. Khi mà con mở mắt ra thì con chỉ thấy là váy cưới rất là nhiều máu, rồi là xung quanh bên tai mọi người nói bên cả tai là cho vào chụp đi xem đầu có bị làm sao không. Ôi như trong phim ấy ạ con. Ôi lúc đấy kiểu con bị choáng quá luôn ấy, xong con chụp xong may là không bị làm sao về não ạ. Chỉ bị về phần mềm thôi. Con bắt đầu mới tỉnh thì con mới bắt đầu dựa lên đầu, thì lúc đấy có một cái nhẫn đính hôn của chồng con đính hôn. Thì con mới không thấy cái viên kim cương đâu, trong khi anh em họ hàng đang đứng bên cạnh. Con bảo ôi tôi chết rồi, viên kim cương của em rơi rồi, anh ơi đi tìm cho em với. Tìm thế là mọi người mới bảo là ôi thôi chạy ra đi tìm cho nó đi, thế đầu có bị làm sao không, cứ hỏi về con thôi, đi tìm cho con viên kim cương đi, con khỏi rồi. Thế là mà vẫn tìm ra đấy ạ. Vâng ạ, cái viên gì? Nó nằm ở ghế sau ở trong cái ống mà mọi người vẫn tìm ra được. Là lúc đó là tỉnh liền đúng không? Thôi bây giờ mình vô tới phần kia luôn đi. Chồng con thay đổi hoàn toàn suy nghĩ luôn. Bởi vì ví dụ trước là bạn ấy là một người khá là tiết kiệm, mà con thì là một người khá là hoang phí. Sau cái cuộc đấy thì bạn ấy bảo là đúng là cuộc sống bây giờ không biết trước là ngày mai như thế nào. Thì thôi bây giờ vợ chồng mình trải qua được cái việc sinh tử như vậy cùng nhau rồi thì mình cố gắng trân trọng nhau. Đấy, và từ đấy là chồng con trở thành một con người khác luôn cô ạ. Ủa tại sao vậy? Con cũng không biết ngày mai xảy ra chuyện gì cả. Và con cũng lại nhớ lại câu chuyện là cái lúc mà ở Nhật con tiết kiệm rất được kha khá tiền, bùng phát mất hết luôn, sạch mất hết. Thế ông sau đấy thì con mới thay đổi hoàn toàn quan niệm sống là thôi mình chả biết được trước ngày mai, mình sống một cuộc đời thật là hạnh phúc đi đã. Còn sau này thì tính sau. Thế ông từ đấy trở đi con với vợ cũng hoàn toàn trân trọng nhau hơn, và làm nào để cho cô ấy vui nhất thì con sẵn sàng con trân quý tư. Từng phút giây bên cạnh nhau đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà con thì có bớt hoang phí lại không? Vẫn hoang phí ạ. Tới giờ luôn. Vâng. Rồi thôi bây giờ mình vô tới cái phần kia. Đúng luôn rồi. Đi. Phần kia đi. Vậy thì cái tính hoang phí đó có phải là tật xấu không? Thực ra con thấy là cũng không phải tật xấu lắm. Tiêu cho cái vụ mà làm đẹp thì cô ấy có tằng tiện không hay là? À không. Cái gì tất tay hết. Vậy. Nhưng mà vợ con xinh quá mà sao lại đi, con cần gì? Tại vì con có chơi TikTok ấy ạ. Ở trên TikTok thì mọi người cũng vào comment rất là nhiều vì tại sao lại đã có nét rồi mà lại còn vẫn đi thẩm mỹ. Thì thật ra là bản thân con ấy, con mới biết được là những cái khuyết điểm của mình ấy, thì lúc trước khi phẫu thuật thì là cái xương gò má của con hơi cao. Thì con thấy rằng là con nghĩ rằng là nếu mà bạn này đã là trẻ tuổi hơn mình rồi, xong ví dụ tầm 10 năm nữa mình mà già đi, xong rồi mặt mình hóp lại thì cái xương của mình lên như thế nó không thẩm mỹ. Và con quyết định, và con cũng có nói với lại chồng rất là nhiều rằng là mong muốn cuối cùng của em là em sẽ không làm gì trên mặt nữa, chỉ là em đi làm nốt lần này thôi. Thế cuối cùng là con đi làm hết luôn. Mà đầu tư cho nhan sắc á thì cô ấy có đầu tư vào cái gì nữa không? Mê túi đó. Kinh khủng luôn. Ví dụ như một cái túi ở nhà thì nó cái giá trị nó khoảng nhiêu? Nói chung là con nghĩ là cũng
Tát đấy ạ. Túi hiệu mà vâng. Túi hiệu thì vâng. Một túi nhỏ xíu cũng cả vâng. Trăm triệu rồi đúng không? Năm sáu trăm triệu. Ôi năm sáu triệu là hàng cao cấp quá rồi. Quá rồi. Là cái to còn cái nhỏ thì cũng cứ trung bình là cứ tầm trăm rưỡi đổ lên đấy. Trăm đổ lên đấy. Vâng. Có thấy lãng phí nhất là có những cái túi mà cô ấy mua còn không đúc nổi cái điện thoại mà mấy trăm triệu và cũng gần trăm triệu xếp vào là hoang phí. Hoang phí em ạ. Hoang phí. Còn ngoài ra thì con thấy là cô ấy hay nổi nóng thôi ạ. Nóng tính. Nóng tính. Có hay quan trọng không? À có. Con mong muốn vợ cũng thay đổi điều gì? Con nghĩ là niềm vui của cô ấy cũng là niềm vui của con. Thế nên con không bao giờ con nghĩ là ông này xong chương trình này về chắc nghi hai vợ chồng có đứa nữa quá. Em bé chưa con? Dạ con có một bé gái rồi ạ. Dạ. Bây giờ tới con đó. Ông ấy có tật xấu gì? Kiểu bị OCD nhiều quá ấy ạ. Như là trên xe ô tô ấy ạ. Ví dụ mà đang xe ô tô là ông ấy kiểu rất là sạch luôn ấy, mua những cái gói mà chăm sóc xe đắt nhất luôn ấy ạ. Con thì con lại thấy cái đấy là tiếc. Không, ông ấy rất tiết kiệm ạ. Nhưng mà với đối với xe đối với cái đó là bị hoang phí. Dạ vâng ạ. Thì ngồi trên xe cũng không được ăn đâu. Ví dụ như đi đường xa mà con đó con muốn mua kiểu như là cái xôi hoặc là cái món gì mà hơi mùi một chút ấy, kiểu không vui ấy. Thế nên là con cũng nghĩ là nên có nghĩa là quá sạch luôn đó. Quá sạch. Có hôm mà cần đến công ty họp rồi nhưng mà có thấy cái đàn kiến thôi là cũng phải ở nhà phải diệt hết cái đàn kiến đấy rồi mới đi. Ngày xưa lúc mới về Việt Nam còn mang cả đũa với cả thìa đi đến nhà hàng để ăn nó. Thế con mong chồng con thay đổi gì không? Con mong chồng là sẽ mạnh mẽ hơn một chút và quyết liệt hơn trong cuộc sống. Ví dụ như là cãi lại em một lần đi. Có nghĩa là lúc mà con mắng lên là kiểu như là không nói lại với con cái gì luôn ấy ạ. Không đôi co đấy. Không đôi co luôn. Trước giờ vậy luôn. Từ trước đến giờ luôn, không đôi co lại với cả con. Bạn ấy hơi hiền ấy ạ. Mà trong khi mình làm kinh doanh ở Việt Nam thì cô chủ cũng biết rồi mình nên có những cái mà mạnh mẽ hơn nữa. Vâng ạ, mạnh mẽ hơn một chút. Con làm kinh doanh ở môi trường nào là con phải gọi là con phải thích ứng với môi trường đó. Dạ, đúng con rồi. Hiểu không? Cho nên là con phải quyết đoán và con cũng phải là mạnh mẽ, tạo cho mình một cái vỏ bọc nó đừng có bị nuột nà quá và dễ bị bắt nạt quá. Dạ. Không được. Okay. Còn bây giờ trước khi kết thúc thì có một cái bày tỏ gì với vợ không? Con thì cũng chỉ mong Trinh lúc nào cũng có một sức khỏe thật tốt và luôn luôn ở bên cạnh con và yêu thương con thôi ạ. Rồi, ok. Cuốn album cưới chắc chắn một chút nữa sẽ có rất nhiều điều bí ẩn và thú vị xung nằm quanh, trong cuốn album này. Thôi bây giờ trước tiên mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em là Nguyễn Minh Thái, năm nay 27 tuổi. Em đang là nhân viên công nghệ thông tin. Còn em là Trăng Thị Như Ý ạ. Em là em 29 tuổi. Em là giáo viên mầm non. Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi. Dạ. Ôi vậy sao thấy vợ trẻ dữ vậy? Người ta nói một câu là nhất trai lớn một, nhì gái lớn hai, đúng không? Chắc chắn hai bạn có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với tất cả mọi người ở đây. Khoan đã, để em quên để lên không? Đây đi. Thôi đây anh cầm nhé. Rồi hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Cách đây hơn 10 năm thì lúc đó em 16 tuổi á. Thì trong cái dịp Tết em với một người bạn đi chơi vào tiệm net. Vợ em lúc đó mới đi chơi về là mở cửa bước vô là em giật mình là nguyên con búp bê đập vô mặt luôn. Dạ, người mà có khúc à, mà trắng tươi, tóc vàng nữa. Dạ, em cũng thấy ấn tượng. Thì lúc đó vợ em ngồi check email. Em liếc qua em thấy cái email của vợ em. Hôm sau em viết mail làm quen. Rồi Nhí có trả lời lại liền không? Khoảng 2 tuần lận ạ. Rồi trả lời dài không? Dạ thì cũng họ tên rồi tuổi mà thôi. Thì ảnh sau đó là ảnh trả lời liền với em luôn là ảnh nhỏ hơn em có 1 tuổi. Ảnh nói dối, ảnh nhỏ hơn em có 1 tuổi. Rồi một ngày đó thì ảnh mới chết mail là ảnh nói à thôi giờ mình gặp nhau đi. Ấn tượng đầu tiên của em rất là đơn giản. Ảnh xấu quá, đen thui mà ốm nhơ ốm nhách. Khi mà em biết chồng em lúc đó nhỏ nghe 1 tuổi à? Đúng không? Dạ. 2 tuổi nhưng mà nó xạo. Dạ nó xạo là. Đến khi nào thì em mới biết là đến khi mà em chia tay bạn trai em quen với ảnh chính thức luôn. Ảnh mới nói là thật ra anh nhỏ hơn em tới 2 tuổi mà. Lúc đó em cũng nói thôi kệ, giờ lớn 2 tuổi không có sơ muối gì được thì mình làm bạn. Thôi không. Coi như là quen cái là phải tính chuyện sơ muối liền đó em. Còn đến khi nào thì em mới chia tay bạn trai của em để mà em quen với. Thì lúc đó là em đi du lịch với gia đình mà em cứ nhớ về anh này hoài à. Mày lại em không nhớ tới bạn trai của mình mà em cũng không muốn mình mang tiếng là bắt cá nữa. Nên em quyết định đó là về là chấm dứt với ảnh liền luôn. Là em quen chính thức với anh này luôn. Em là đây là mối tình đầu của em. Dạ. Mối tình cuối. Dạ cũng là tình cuối. Rồi cái có mối tình giữa không? Dạ nhiều. Tụi em quen được khoảng 10 năm thì tụi em chia tay tới 4-5 lần lận. Lý do là ảnh lăng nhăng ở dưới quê thì không có gì. Nhưng mà khi mà đi lên Sài Gòn học đại học thì lên trên này là mỗi lần ảnh thay đổi môi trường sống là ảnh lại quen một cô. Ủa nhưng mà mỗi lần em say nắng một cô như vậy á
thì là làm chị sao mà em biết được? Chia tay một lần đó. Lần đầu tiên á, Tết ảnh về quê, em với ảnh đi xem phim, có cuộc điện thoại gọi hoài mà ảnh không chịu bắt máy. Ảnh cứ bấm điện thoại nhỏ lại, cánh bỏ vô túi, cái em để ý, mình nhìn cử chỉ là mình biết có vấn đề liền à. Em mới nạt ảnh, anh nói sao tao điện không bắt máy đi, thì mới bắt máy lên cái trả lời anh đang đi chơi với bạn gái anh rồi. Rồi cúp máy là em nghi rồi. Rồi sau đó một khoảng chừng 2-3 tuần gì đó thì em mới quyết định em lên Sài Gòn thăm ảnh. Thì khi lên thăm rồi em mới biết cô đó là sát phòng trọ của ảnh, là lúc đó em làm đùng đùng lên rồi em chia tay, xong rồi bắt chở lên bến xe về liền. Trời ơi, chở bến xe khóc dữ lắm anh chị ơi, khóc như mưa vậy á, khóc tới nỗi mà cái gì ngồi kế bên hả, ủa sao nó khóc dữ vậy con. Rồi em có chạnh lòng không? Dạ không, em không cần, là sao em giúp phép sao không cần sao giờ lấy người ta. Thì một thời gian sau cái ảnh lại quay đầu về quê. Bao lâu? Khoảng chừng 6 tháng. Lết về dưới năn nỉ. Năn nỉ biết bao nhiêu luôn, em mới chấp nhận cho quen lại. Coi như hết 4-5 lần vậy cũng hại não dữ à. Dạ cũng hại não. Ủa em, thì tại sao em không lên Sài Gòn luôn giữ bồ mình? Sao chứ, nó em đã đi học ra trường rồi, ảnh cũng ra trường rồi, có công ăn việc làm ổn định. Thế là em đã lên quyết định em lên chợ, em lập nghiệp luôn. Lên Sài Gòn thì hai đứa ở đâu? Mới đầu thì vợ em là ở cạnh cái phòng trọ của em. Dạ, nhưng mà sau này khoảng 1 năm thì hai đứa dọn về ở chung. Chị, ba mẹ biết không? Dạ không, tại vì thực ra là chuyện tình cảm của hai vợ chồng em á, gia đình em nhất quyết không chịu. Thế mà gia đình em đã có một cái ấn tượng xấu vợ em ngay từ lúc đầu rồi. Em nói cỡ nào nó cũng không chấp nhận. Tại sao? Thứ nhất là hơn tuổi, cái thứ hai nữa em người nam, gia đình ảnh người bắc là không thích lấy gái nam. Rồi một phần nữa tóc của em đó em nhuộm á chị, màu vàng á. Búp bê đó, búp bê dạ, đó. Người ta hơn với người lớn á thì thích. Người ta không thích, nói là em như là dân chơi vậy đó, người không thích. À, cái cách mà em thuyết phục ba mẹ em á để đồng ý bằng cách nào? Thuyết phục không thành công. Em là quê ở ngoài Bắc rồi đúng không? Dạ, gốc ở ngoài Bắc. Có nghĩa là bà con vẫn còn ngoài đó. Dạ, dạ còn ngoài. Vậy em trước khi đám cưới á, em có dẫn vợ em ra ngoài đó rồi? Dạ có. Gặp bà con họ hàng thì dạ, cái cảm nhận đối với vợ bạn như thế nào? Đợt đó Tết em dắt về xong rồi thì gặp các bác với bà nội, rồi em cho vợ em tiếp xúc thì các bác thấy là thật ra con bé này đâu có tệ, thì cũng có tác động. Thì có hiệu quả không? Dạ, kinh nghiệm sống em không có, xử lý em không biết nữa. Mà em cứ nói là mẹ em bàn ra, mẹ em phản đối. Lúc đó em tự ái mà tính em với mẹ em giống nhau nữa, không ai nghe ai hết. Rồi cuối cùng là tụi em xử lý cái chuyện tình cảm tụi em như thế nào? Chúng em sống thử với nhau khoảng 1 năm thì tụi em cảm thấy rất là hợp. Tụi em quyết định đó là đi đăng ký kết hôn. Cách đây mấy năm? Khoảng hơn 2 năm. Sau khi đăng ký kết hôn 6 tháng á, thì tụi em có tổ chức một cái tiệc chỉ có bạn bè, anh em, đồng nghiệp, chứ không có gia đình hai bên. Bao lâu thì gia đình biết chuyện này? Một người bạn á đi đám cưới của em chụp hình lại đăng lên Facebook. Thì bạn của mẹ ảnh á lên Facebook nhìn á là phát hiện được, đưa in hình đem cho mẹ coi. Thì mẹ điện lên, mẹ hỏi là con có làm gì mà giấu cha giấu mẹ không? Con đâu có làm gì đâu. Em chối dữ lắm. Xong rồi lúc đó mẹ em cũng chưa nói là có hình có gì hết trơn á. Dạ, xong rồi hết mẹ điện không tới cha điện. Chối thì cha mới nói là cha biết hết rồi. Là do là lúc đó cha em lên chơi với em thì hai cha con có đi xe đi công chuyện, thì lúc đó em vô em mua đồ, cha em ở ngoài, vô tình cha em mở cốp xe ra thì mới phát hiện là những cái thiệp cưới mà chưa kịp gửi á. Chồng mở ra thấy tên em với tên vợ em mà không nói liền, không nói gì hết, lặng lẽ cứ vẫn vui vẻ như vậy. Nhưng mà xong rồi cái lúc đó điện là bắt em về quê liền. Sau khi tụi em về, em thừa nhận với cha mẹ là như vậy rồi, thì vợ em với em thì cũng cảm giác là cũng tuổi thân lắm. Thì cũng động viên nhau là thôi bây giờ đã lỡ như vậy rồi thì mình cố gắng, mình sống thiệt là tốt, hòa thuận hiếu thảo gì đó, sống hạnh phúc để cho cha mẹ thương. Sau đó thì tụi em có em bé thì dần dần cái mẹ em cũng xui, thì cho cơ hội cho hai vợ chồng về để xin lỗi, và xin cha mẹ tha thứ. Còn bên gia đình em là có cản từ đầu không? Cũng có cản từ đầu, nhưng mà từ khi mà em có em bé thì lúc đó bà ngoại á thương cháu quá. Em bé giờ được nhiêu rồi? Dạ em bé em giờ được 14 tháng rồi. Mà hai bạn là lén làm đám cưới cách đây là 2 năm hả? Dạ. Lúc đó là con có anh Bum này chưa? Dạ có rồi, dạ. Anh Bum đó là tụi em. Anh Bum này là đám cưới đợt đầu á. Dạ cái này là do dạ, tụi em tự làm. Em coi cái coi. Nhưng mà chị hỏi nè, tại sao em cứ phải chối với ba mẹ làm gì? Cái đó là cũng là do một phần là ở em nữa, là ngay từ lúc đầu em không có dũng cảm, không có cương quyết đó. Dạ. Theo chị nghĩ nếu như lúc đó nói thẳng mọi việc ra thì chị nghĩ nó không đến cái mức mà để lâu như vậy, nhưng mà giờ cũng qua rồi đúng không? Cha mẹ chấp nhận thì cũng mới làm đám đây hồi tháng 3. Ngày dạ, đám đó là đám ra mắt hai họ. Dạ là có cả hai họ. Bây giờ là hai vợ chồng á, là cuộc sống bây giờ là hạnh phúc rồi đúng không? Dạ. Được sự chấp thuận của cả hai gia đình hai bên, nhưng mà riêng cuộc sống của các bạn thì sao? Khi mà lấy nhau rồi, vượt qua bao nhiêu mọi trở ngại rồi, thì cuộc sống hiện tại bây giờ sao? Có những cái vỡ òa về nhau không? Còn vợ em có cái gì thay đổi không? Tức là ghen, như là kiểm soát dữ lắm. Gái nhắn tin là bắt đầu là hỏi ai đây, tên tuổi, làm gì trong công ty. Điện thoại cho người quen trong công ty hỏi anh kiểm tra giùm em là hả, có phải là cô này tên này, ngồi chỗ này
rồi hả, quen gì với chồng em không? Dạ em cũng kiểm soát thời gian em dữ lắm. Em đi làm ra là khoảng 5:30, là 6 giờ em chưa về tới nhà là bắt đầu điện. 5 phút gọi 1 lần, 5 phút gọi 1 lần. Các em trả lời là ờ anh đang về sao không có tiếng xe. Nhiều khi em lén thì em ra em để máy xe, em để điện thoại nó xe nó nghe đi. Có thấy bất ngờ về chồng em điều gì? Mất cái tính là nóng tính dữ lắm chị. Thương thì thương con lắm nghe, mà con liền chút xíu mà điên lên là đánh thằng nhỏ, nhốt thằng nhỏ. Đánh đánh sao? Cái vô mặt không à. Trời đất ơi. Dạ. Hư quá vậy. Chị thấy vậy nè, vấn đề mà đánh em bé là chị khẩn thiết yêu cầu em là dừng lại. Còn những cái điều mà chồng em yêu cầu em là đúng chứ không phải là sai đâu. Chị biết là vì chồng mình đã có những cái vết mà trong quá khứ mình biết rồi, nhưng mình cứ suy diễn ra đó. Nhưng mà theo chị thì nên bớt cái đó đi. Bởi vì á, một người con trai 16 tuổi bây giờ đến người đàn ông là 27. Trước hết thì là chị Vân với anh Thuận là xin chúc mừng gia đình sắp sửa đón thêm một thành viên mới. Bây giờ thì xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ chắc là cho con xin phép xin cô chú, tại vì con bằng tuổi với lại con của cô Hồng Vân. Con 94 rồi. Dạ đúng rồi. Con cũng xin tự giới thiệu với lại cô chú cũng như là các bạn đang xem chương trình, thì con tên là Phương Anh. Con sinh năm 94 và hiện tại công việc của con là một người dẫn chương trình và một em một diễn viên tự do. Vậy đó hả? Phương Anh. Dạ đúng rồi, Phương Anh. Phương Anh đang có tham gia những chương trình nào không, hoặc là những cái phim ảnh nào không? Dạ hiện tại thì con đi những cái phim ngắn ở trên YouTube ạ. Là MC thường là dẫn chương trình cho các MC sự kiện gì? MC thì thường là con sẽ dẫn cho các đài, ví dụ như là VTC, HTV, rồi cũng có dẫn sự kiện ở bên ngoài. Chào Phương Anh. Em bé mấy tháng rồi? Dạ hiện tại em bé được hơn 3 tháng rồi. Vậy đó hả? Chúc mừng. Trời ơi, 3 tháng mà thấy phẫn phẫn ghê. Tại hay luôn á, chị nhìn cái chị biết liền. Tại bình thường á, người của con là kiểu ốm á, cho nên là khi mà mặc những cái đầm ôm là rất là dễ thấy bụng luôn. Chúc mừng con. Không biết, không biết. Trời ơi, tôi nhìn là tôi cảm những người mẹ chứ. Rồi mời con. Dạ, xin trước tiên chào chú Thuận, cô Hồng Vân. Con là tên là Cao Trí, con 21. Con đang làm về ngành F&B ở bên quận 2. Con là 2001. 2001. Cái này là 1994. 2001. Giờ cách nhau 7 tuổi. Số đẹp. Đây chú thích số 7. Không, nếu vậy là con là hơi bị chững chạc đó nha, nhìn không có chênh lệch gì hết trơn. Thực sự nếu mà con không nói là không biết luôn á. Cho nên cô nghe cái 21 mà cô không biết là gì. Không, em là em là tính liền luôn á, tính liền con số luôn á. Nhưng mà đó ý là chị không nghĩ đến cái chuyện là tuổi tác luôn á. Tại vì nhìn nó xem nha. Hoàn toàn là không có ý, thấy ý là con già hay sao hả? Không, bạn này già. Không, bạn này cứng cáp hơn. Bạn này cứng, gọi là ý của nó là cứng cồi, cứng cáp. Mà nhìn không có chênh lệch gì, thành ra nó nói hay là một là chị không có để tâm đến cái chuyện mà vậy đó hả con? Nhưng mà Trí là công việc đó là công việc gì? Trí chia sẻ thêm đi. Dạ, cháu làm ở một gọi là bartender á. Rượu. Ở quận 2. Dạ, ở quận 2 ạ. Chắc có lẽ là cô này là trong một buổi tối là đi club hay đi cái chợ nến, một cái nơi mà làm. Lần đầu tiên thấy lần chú Thuận đoán đúng được 100% luôn. Chắc chắn nguyên cái số này là của em. Như vậy bữa nay em được cấp bằng luôn nè. Hồi nãy là 10%. Hồi nãy là 90%. Bây giờ là 100% luôn. Bây giờ là 100% luôn. Đúng không? Dạ đúng. Yes. Đi đến quán bar rồi uống. Dạ đúng, gặp quán rượu. Rồi gặp ông bartender này, ông ấy rượu cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Wow. Và hai người để ý nhau và quen nhau. Dạ thật ra cái khoảng thời gian đó nó cũng dài lắm. Tại vì thật sự đây con cũng chia sẻ một xíu, chắc là chia sẻ luôn về cái câu nói chuyện chúng con gặp nhau. Dạ là cái thời điểm đó là mới vừa hết dịch xong. Thì tụi con cũng muốn đi chơi bùng ở những cái quán đó. Rượu dạ đúng rồi, thì tới qua quán đó thì lúc đó là mới vừa hết dịch mà nên mọi người ai cũng đeo khẩu trang hết, không có thấy mặt nhau được hết. Thì cái tính của con lúc đó còn đang còn độc thân cho nên là còn bay nhảy lắm. Xong rồi đi thì kiểu tìm mấy anh coi có quán có anh nào đẹp trai, mình cũng chỉ muốn là giỡn vui để trong cái buổi đó nó thật là vui rồi. Xong cái thì đi trong cái quán đó thấy anh này là đẹp nhất, đẹp nhìn ngoại hình là kiểu mình ưng nhất, đẹp nhất. Thì cũng kiểu nói chuyện vui rồi làm quen với nhau thôi. Nhưng mà lúc đó thì không có ý định gì hết. Và sau đó thì con về là phải 2 tháng sau anh hai hai tháng sau hai hai hơn 2 tháng sau thì lúc đó con mới quay trở lại cái quán rượu đó, mới gặp lại thì lúc đó mới bắt đầu chính thức là làm quen với nhau. Tức là lần thứ nhì. Dạ đúng thế rồi. Nhưng mà con á, khi mà bạn này về rồi con có cái cảm xúc gì với bạn không? Lúc đó là bạn này đang có người yêu cô ạ.
Cho nên chắc nghĩ là giống như là kiểu khách cô hàng này cũng giống rồi. Như biết bao nhiêu cô gái đến dạ, đây dạ, uống rượu thôi dạ, dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà sau 2 tháng sau gặp lại thì chắc có lẽ là bên này mới chia tay yêu. Dạ không, vẫn còn đang có người yêu luôn. À, vẫn còn. Dạ đúng vẫn rồi. Còn chị bữa nay chị dở quá. À, chị. Thôi chị nên là chị nên là một chị số 1 đi. Chị người chị số 1 trơn trọi á. Sao được cái đó là để cho em để không cho được em phải là ông mụ. Không em kim luôn rồi. Thôi, tại bữa giờ không ai nhờ chút trơn hết ngứa mỏ. Ôi thiệt khổ. Chứ nên đoán đó. Rồi sao nè? Rồi 2 tháng quay trở lại có cái gì nó khác khác không? Thì thật ra trong đầu con cũng không nghĩ gì hết. Tại vì trong khoảng thời gian đó thì con cũng vui chơi rất, đang rất là thoải mái với cái cuộc sống của mình. Thì cho lúc đó lúc mà gặp lại bạn này thì con bé em của con làm trong cái quán đó thì cũng giới thiệu là à, cái bạn này là hồi cái bạn trước mà lúc chị làm quen nè. Xong chị nói, con mới nói là ừ vậy hả? Rồi thôi không nói gì hết. Thì lúc đó cũng nói chuyện vui với bạn này mà lúc đó bạn này đang có người yêu. Xong rồi con mới nói bạn này thì thôi trước giờ con cũng hay tính làm quen người này người kia, nhưng mà với những bạn mà đã có người yêu rồi thì con tránh xa ra. Con không bao giờ muốn mình là cái người bước vào cái cuộc tình của người ta vì con đã từng đứng trong cái vị trí đó rồi. Thì mình rồi giờ sao hai đứa đến được với nhau nè? Rồi nên lúc đó là con không nói chuyện với bạn này luôn. Phải tầm một tuần hai tuần sau thì bạn này là người chủ động nhắn tin lại với con, thì lúc đó bạn mới chính thức là chia tay người yêu rồi. À yeah. Có nghĩa là con gặp bạn này xong rồi con về con chia tay người yêu đúng không? Ủa một tuần sau à? Dạ đúng rồi. Con tuần sau là nhắn tin rồi. Đúng trong rồi. Khi họ tuần trước vẫn còn yêu. Dạ đúng mà rồi. Tại sao tuần nên sau là lúc đó con thì không có tin vào con như bạn này lúc vậy nào là có phải là do nguyên nhân là do cô gái này? Thì đó lần thứ hai gặp nè xong sự rồi sự trở lại của cô ấy. Dạ cũng là gọi là 50% do cô gái này thôi, còn 50% thì do câu chuyện của cuộc tình trước của con. À. Nên con mới có quyết định như vậy. Nhưng mà thật ra là Cao Trí có để ý cô gái này đúng không? Dạ. Có không? Thì dạ có, nhưng mà kiểu lúc đó con để ý kiểu cũng cho vui vui thôi, con cũng không có để ý gì nhiều. Vui gì xinh chết rồi, vui vui gì. Dạ thì đó xinh này rất nhìn là rất là dễ có thiện cảm á. Chú nói thật á. Dạ cảm ơn chú. Đúng không? Dạ nhưng mà lúc đó con cũng để ý con vui 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 thôi. Tại vì cái công việc của bạn này là ở quán bar thì gặp rất là nhiều người. Dạ đúng rồi. Nên là con chỉ là một trong những số ít trong đó thôi. Nhưng mà con nhắn cho một mình cổ thôi hay là nhắn cho nhiều cô? Dạ nhắn cho một mình. Dạ kiểu con lúc đó mà con có cái tính là con nhắn ai thì con sẽ kiểu nhắn một mình thôi. Ủa nhưng mà này dạ. Con sao chia tay á, người ta buồn lắm, người ta đau buồn lắm, người ta chỉ chưa có nguôi cái mối dạ, tình đúng. Đó sao con lại nhắn tin liền để mà chia sẻ với cô gái này? Dạ thiệt ra thì nếu mà một trong hai bên mà có cái người khác hoặc là có chuyện gì khác á thì nó sẽ buồn. Còn đây là kiểu chia tay trong êm đẹp á nên là mọi thứ nó cứ bình thường với lại con cũng chia sẻ là cái tính con nó hơi vô tâm một tí, nó hơi vô cảm, kiểu dạng hơi vô cảm á, không có cảm xúc gì nhiều, nếu mà chia tay không có cảm xúc gì nhiều lắm. Bởi chia luôn. Dạ đúng rồi. Cái gì mình quyết định là mình quyết định luôn. Mà chưa đủ yêu đó em ơi. Con chưa đủ yêu đó chứ con mà đủ yêu rồi, rồi nó đau lắm con. Đau dạ, lắm. Đau lắm. Dạ, thật lúc ra đó thì là con không có hề tin bạn này luôn. Tại vì con mới nói hồi trước giờ cái luật mà con đặt ra cho bản thân con đó là ít nhất là cái người đó phải chia tay ít nhất là 3 tháng thì con mới bắt đầu làm quen. Nên là lúc đó con kiểu bạn này có nhắn tin con chỉ nghĩ cho vui thôi. Không có suy nghĩ là sẽ đi tiến tới với bạn này hay là có gì hết. Bà bạn cũng giải thích với con là do cái cuộc tình trước có một số vấn đề xảy ra rồi chứ không phải là vì bởi vì con, nhưng mà đàn ông mà cô nói gì chả được đúng không? Nên là không có tin. Thì khoảng một thời gian dài thì bạn là cái người mà từng ngày thuyết phục con. Dài là dài bao lâu? Chắc cũng gần một năm anh ạ. Gần một năm, dạ, năm luôn, dài dạ, thiệt. Chứ chị tưởng tuần mấy. Ờ chà. Tại vì có nhiều lắm em, nó nhiều cặp nó đến với nhau dài bất ngờ luôn. Giận nhau mà dài nhất là 24 tiếng. Giận tới một ngày trời. Ít rồi, cái điều gì mà để cho con cảm thấy tin tưởng ở bạn này? Tại vì nói về số tuổi thì con cũng lớn hơn. Dạ, đúng rồi. Kinh nghiệm sống cũng hơn đó, sự va chạm ở ngoài xã hội cũng hơn. Thì điều gì khiến con cảm thấy tin tưởng cái chàng quyết trai định, trẻ này? Và quyết định là yêu đó. Đó. Dạ thật ra có nhiều lý do lắm. Tại vì bạn này là một trong những cái tình huống mà nó hơi chém ngay một xíu là bạn luôn phạm phải những cái điều mà con tự đặt ra cho bản thân mình là con sẽ không bao giờ quen những người như vậy. Là hồi trước giờ con quen những người lớn tuổi hơn, tại vì bằng tuổi con cảm thấy mình bị già trước tuổi á. Xong rồi kiểu bị trẻ con quá. Thì rồi, nhỏ tuổi hơn nhỏ tuổi hơn là không quen rồi ngay cả cái việc bạn đang có người khác là hai cái rồi. Hai cái. Ở xong gì nữa? Rồi làm trong cái lĩnh vực nightlife, cái lĩnh vực ban đêm đó là con biết là ba cái luôn. Dạ đúng rồi. Là kiểu
không có một cái tình yêu chính thức. Mà trong khoảng thời gian đó, thật ra nếu mà nói về độ tuổi thì con không thể nào mà lông bông mãi được. Xong rồi từng ngày thì bạn thuyết phục con, bạn từ những cái điều rất là nhỏ nhặt bạn luôn để ý quan tâm con. Và bạn là cái người đầu tiên từ hồi trước tới giờ con quen dám dắt con về giới thiệu với gia đình và dám gặp mặt gia đình con. Vậy là sau một năm là quyết định là yêu bạn ấy đó, dạ, đúng không? Và bỏ qua hết ba những cái gì mà mình không thích, hiểu không? Dạ đúng đó. Rồi. Còn con kể cho cô nghe đây, cái câu chuyện mà khi yêu với tụi con á, có cái câu chuyện nào mà tới bây giờ con vẫn còn nhớ không? Câu buồn trí cũng được, dạ, mà vui cũng được, mà chia tay chia chân đồ hay là này cái nọ đồ. Hoặc dạ, là lâu lâu con bị say nắng ai đó, ví dụ vậy đồ. Dạ, thực ra thì nhiều chuyện quá, con cũng gọi là kể chắc phải cái mình kể cái chuyện nào mà ấn tượng nhất á. Dạ không, đối với con nhớ thì... hoài á, nhớ hoài á. Bạn chuyện phải mang một câu chuyện đến với chương trình Vợ Chồng Son chứ, đúng dạ, không? Dạ câu chuyện là hôm tối hôm đó con với bạn này đi chơi. Thì con với bạn có tâm sự kiểu con bị thu hút bởi cái tính của bạn này. Bạn đó có chia sẻ với con một câu chuyện mà con không có kể ra được. Rồi không cần. Xong con bị thu hút, con bị gọi là thu hút xong mà phải quyết tâm là phải theo đuổi được bạn này. Đó ấn tượng. Dạ đó là ấn tượng đầu. Đó là ấn tượng đó, nhưng mà còn biết mà là cái câu chuyện ấn tượng theo qua như cái câu chuyện của cô bé. Nhưng mà con được biết đó là cái câu chuyện đó là nó có hơi hướng là giống như kiểu con là một người hơi bị quậy phá mà lại ấn tượng với bạn này. Con cũng hiểu lý sao, do vì sao, tại vì trước giờ những người con quen á thì luôn lúc nào cũng nhìn con với ánh mắt là kiểu một người rất là hiền dịu, kiểu nhu mì, và họ luôn hướng tới là một cái người mà độ tuổi như con thì phải có hình tượng như vậy. Thì lúc đó con lại sau quá nhiều câu chuyện xảy ra thì lúc đó con bỏ hết những cái hình tượng mà tại sao mình phải cứ tạo ra mình là một cái con người, là một người vợ để cho người ta hướng tới, là mình để cưới làm gì, thì con sống đúng với bản thân con. Thì lại là cái người thu hút bạn này. Là thu hút bạn này. Thì có bao giờ hai đứa đi chơi mà gặp người yêu cũ của con không? Nhiều lắm cô. Ông có nghĩa là ảnh là nhiều người yêu cũ hay là một người yêu cũ? Dạ tại vì thực nhất ra là khi mà con tới, lúc mà còn bạn này còn làm việc thì vẫn còn làm việc chung với người yêu cũ. Cho nên là con đi tới cái chỗ mà bạn này làm việc thì gặp người yêu cũ thường xuyên luôn. Rồi con có bao giờ con bị xử tử không? Bị phản ứng không á? Thật sự ra là tại vì con cũng hiểu được câu chuyện của phụ nữ với nhau á. Thì mặc dù là có lục đục xảy ra trước đó như bạn này kể nha, chứ con cũng không biết là bên kia, tại vì con không muốn tìm hiểu quá sâu về quá khứ của người khác. Thì bước vào một cái mối tình mới mà khi mà người đàn ông mà có một cái mối quan hệ sớm trong sau đó chỉ một tuần thôi thì chắc chắn người phụ nữ sẽ rơi vào trạng thái rất là buồn và tuyệt vọng. Mặc dù là có cãi nhau gì đó đi nữa, nhưng mà một khi đã gọi là quen nhau thì có tình cảm, có đã yêu rồi, thì con biết là cái tâm trạng bạn đó đối với con thì cũng sẽ khó chịu, nói chung là cũng có tiếng lời qua tiếng lại. Nhưng mà con hiểu vấn đề đó nên thôi con sẽ chọn cách im lặng. Lời qua tiếng lại là trên internet hay là trong cái nightclub đó? Thật sự ra thì cái mối quan hệ của cái bạn đó với rất nhiều những người bạn xung quanh con đều biết hết. Nó lại có một cái mối quan hệ tình cờ như vậy, là bạn nó không nói gì với con nhưng cứ luôn tìm những người xung quanh con để nói nặng lời và tới tai con. Dạ đúng rồi. Là nói sau lưng con. Dạ đúng rồi. Con nhưng xử lý mà con cảm sao? Thấy là kiểu nếu mà có việc gì á thì nói thẳng trực tiếp với con, chứ nếu mà làm phiền những người xung quanh con thì chính con rất là ngại, bởi vì những người xung quanh mình đâu có tội lỗi gì đâu mà tự nhiên cái phải chịu những câu chuyện rồi đó. Con xử lý làm sao? Con có tìm bạn đó để nói chuyện thì con có nói là có việc gì hoặc là có cái khúc mắc gì đó, hoặc là có một cái suy nghĩ là con là người thứ ba vậy thì cứ nói thẳng trực tiếp với con có thể giải thích được, là vì rõ ràng là khi con gặp bạn này, khi bạn này đang quen bạn đó thì con đã không quen rồi. Thì sau một khoảng thời gian thì bạn nó giống như kiểu không có dám đối diện trực tiếp với con mà chỉ có nói lòng vòng thôi, thì sau khoảng thời gian thì bạn nó cũng im lặng thôi, không nói gì nữa hết. Rồi sau đó là im lặng luôn. Dạ đúng rồi. Mà lúc đó con biết chuyện đó không? Dạ con biết. Rồi con có gặp bạn đó để con nói là không nên làm như vậy không? Dạ kiểu đó là một câu chuyện của con gái nên con cũng xen vào. Con né luôn không? Dạ con né luôn, con đứng ở ngoài con nhìn luôn. Bây giờ bạn đó có làm chung để hai bà tự dạ, xử lý. Bây giờ bạn đó còn làm chung với con không? Dạ bây giờ lúc đó là con làm ở quận nhất. Bây giờ con chuyển sang quận 2. Chuyển qua quận 2 rồi. Cách hai thành phố rồi. Đó. Dạ đúng rồi. Thành phố Sài Gòn với thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức rồi. Thôi cũng được rồi. Rồi sau đó là bao nhiêu lâu hai đứa làm đám cưới? Dạ khi mà là gần một năm sau là tụi con quyết định là đi đến hôn nhân.
Là cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được nửa năm rồi. Nửa năm rồi. Em bé vậy 3 tháng. Về ăn chơi được có mấy tháng vậy là coi như dính bầu luôn. Dạ anh chắc ăn chơi chán. Có một câu chuyện con cũng chia sẻ một tí xíu là ban đầu con không có chịu cưới. Tại vì con nói là con là một đứa trong cái thời điểm mà con đến với bạn này con không tin vào tình yêu nữa. Con cứ nghĩ là ừ thôi mình quen mình để đó thôi. Mà bạn này lúc nào cũng giục cưới hết. Lúc nào cũng muốn là cưới đi. Mà con không hiểu tại sao con lớn tuổi hơn bạn. Bạn sợ ấy, sao bạn cứ đòi cưới hoài không, cái vấn đề tuổi tác. Cái bọn con trai nó vậy đó. Cái vấn đề anh tuổi Bin tác. Anh Bin đó là yêu chị Thúy Nga đó. Thúy Nga lớn hơn anh Bin là nữa hả? 3 tuổi. 3 tuổi hả? 3 tuổi, 3 tuổi. Ồ, nhưng mà Thúy Nga nó già dặn hơn em nhiều. Không, không có đâu, nghĩ sao mà cưới. Bà nói nghe, bây giờ là bên hải ngoại người ta biết luôn rồi đó. Ủa, rồi thì ai giờ, cũng hỏi cho nó. Thì giờ cái sự thật nó vậy thì mình nói vậy thôi, anh yêu thầm chị Thúy Nga. Dạ. Biết chị Thúy Nga không? Dạ biết. Đó, cô Thúy Nga đó, rồi nhờ vậy mà cô Thúy Nga giờ chưa chồng luôn đó. Nó nghe nè, nhưng mà khi cái vấn đề tuổi tác á, dạ, mà nó lộ ra đó, mà con biết con nhỏ hơn bạn Phương Anh này khá là nhiều tuổi, dạ, thì nó có cản trở trong cái việc gọi là tình cảm của con khi mà con đến Phương Anh không? Dạ lúc đầu á nghe. Dạ không biết. Dạ con bình thường à, do kiểu con gọi là đi làm sớm nên cũng đụng chạm nhiều vậy. Nó không nó thích cho nên nó mới đòi cưới. Nhỏ này không chịu cưới mà này cứ đòi cưới đây đó nè. Thì em đang hỏi là cái giai đoạn mà đó, khi mà mới biết tuổi á thì đó, em muốn hỏi để em coi có giống cảm xúc của em hồi đó không. Đó chị Nga không chịu hồi đó là chị Nga tâm tư của mình không á chú chứ chị Nga không có gì hết trơn nha. Chị Nga không có chịu xong chị Nga mới đi Mỹ đó. Không, tôi chỉ thích Cát Phượng thôi. Rồi sao nè, bây giờ lấy nhau về rồi mấy năm mà dạ tụi con mới có được có mấy tháng mấy tháng hả? Rồi đúng dạ, đúng rồi nửa năm rồi sau nửa năm ở với nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Thật ra là con không biết chồng con suy nghĩ sao về con, nhưng mà tật xấu của chồng con thì trước đó là con đã thấy rồi. Nhưng mà kiểu mình cũng nghĩ là sẽ nó không có phải là một vấn đề quá nhiều á, là cái đầu tiên mà con cảm thấy mình không thích thôi, chứ có thể là người khác thích cũng được. Rất là bừa bộn, con nói là nhà là có một đứa bày và một đứa dọn, cứ đi về là xả ra, đi về là xả ra, xong rồi làm cái gì cũng xả ra. Xong con cứ, tại vì cái tính con rất là cầu toàn và kỹ tính luôn, cứ đi đâu thấy khó chịu nó không có nằm trong cái sắp xếp của mình là bực bội liền. Nhưng mà mình dọn một lần xong rồi mình đã nói rồi, anh ơi nhớ để này vô. Ok, lát nữa anh dọn mà. Xong lát nữa mình cũng không thấy dọn, phải tầm 2-3 tiếng sau tới mình dọn. Đúng rồi, cái mình phải đi dọn. Xong con hỏi là tại sao anh không dọn, thì một lát nữa, tức là khi nào mà anh đứng lên nó là một lát, không biết khi nào anh đứng lên. 10 người hết 8 người vậy rồi con. Sao cái con phải cứ đi dọn nó. Đúng là nhà, mà hồi trước tới giờ ở nhà con á, con kiểu là một cái đứa được cưng chiều, là mình không bao giờ phải đi làm cái gì hết. Cuối cùng bây giờ mình phải làm ô xin. Dạ đúng rồi, xong rồi cứ bày ra thôi, mình cứ phải đi dọn vô. Mình mỗi lần bà dọn vậy bà có cằn nhằn không? Dạ thì chỉ hơi ràm thôi. Để chuyển qua bên kia rồi, bây giờ nè, bừa bộn còn gì nữa? Rất là xài cô. Sàn. Dạ. Xài sàn phải không? Dạ không, không sàn á, lâu á. Dạ đúng à, rồi. Rùa đó, rùa đó. Từ hồi quen con đã như vậy rồi. Là chậm chạp á phải không? Dạ đúng rồi. Mặc dù là con biết là hồi đó là rất là chậm trễ, là con không biết lý do tại sao là luôn đi trễ. Con cứ nghĩ là chắc là do quên hay gì đó, nhưng không. Ví dụ như tới giờ hẹn đi thì mình tính con gái rất là kỹ tính mà đi ai chơi ngờ, với con trai. Anh ngờ ổng điệu hơn mình luôn. Xong cái mình đã phải chuẩn bị rất là kỹ rồi, cái con đã phải gọi trước là hơn một tiếng đồng hồ là để là biết là chắc chắn là sẽ đến đúng giờ. Không, nhưng vẫn lại trễ. Điệu, lo điệu đúng không? Sao con không biết là làm cái gì mà cứ sầu quần sầu. Nhưng bây giờ con đã biết lý do tại sao chưa? Thì cứ vậy đó cô, nói chung là có không biết sầu quần sầu quần sầu. Nghĩa là trước khi ra nhà, trước khi ra nhà là phải làm mấy miếng. Dạ đúng rồi. Làm mấy mẫu miếng. Mà chứ không phải là điệu không? Hoặc là cứ quên đồ, ví dụ như con nói là có những cái đồ mình để đúng cái vị trí của nó thì mình sẽ nhớ, không để quên xong rồi cứ chạy xuống, chạy lên, chạy xuống. Cái này nó là liên đới của cái sự bừa bộn đó. Yeah. Thành ra là mình bừa bộn biết để đồ đâu phải đi kiếm. Đó. Kiếm thì trễ giờ. Đó. Vậy thôi. Chính là thứ nhất nè, một là bừa bộn, hai là sàn. Dạ đúng rồi. Rùa. Mà kiểu con gái mình một hai lần thì không sao, nhưng mà nhiều lần mình thành ra bực bội á cô. Trong khi bả là làm bên truyền thông. Là người cần phải có phải đúng ra cái người sàn phải là bạn. Dạ đúng rồi, mình con gái mình không sàn thôi chứ đàn ông trai. Rồi tiếp nữa nè, tiếp nữa là coi còn gì nữa không nè. Có nghiện rượu, nghiện bia, nghiện game gì không? Dạ không, cái đó thì bạn này thì không có. Thì chỉ có hai cái đó thôi. Có hay nhắn tin với gái thả
thả bơm lai cho gái không? Trời, con là cái đứa mà hồi trước tới giờ nha, là không hiểu sao những người trước con quen á là hay có cái tính đó. Nên là lúc mà con quen bạn này á là con đã phải mò dữ lắm luôn á. Có những lúc mà con ngồi con phải mò từ Facebook qua Instagram qua Zalo. Mà không có tới, gì hết. Không có gì hết. Không có một cái gì để con ghen luôn. Con okay. Tức là vậy, nhiều lúc con phải tự kiếm chuyện để con ghen. Không như tin hồi nãy bạn có nói mà bạn đã nhắn tin cho ai rồi là chỉ có một người đó thôi chứ không có ai khác. Hay quá. Dạ. Thôi, chúc vậy là con. Sẵn như hỏi mong muốn thay đổi đi. Con có muốn chồng thay đổi điều gì không? Nếu mà thay đổi thì con chỉ mong là bạn lo nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Tại vì con biết là ở với cái lứa tuổi của bạn thì con cũng không thể nào bắt bạn là phải như một người đàn ông trưởng thành được. Nhưng mà kiểu thời thế nó ép bạn vô cái công việc là bạn có gia đình, làm chồng, vợ, làm gia đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bạn tự phải làm mình lớn hơn và trưởng thành hơn để nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Nãy bạn tự bạn nói đó, bạn là người vô tâm đó. Đó, vô mà tâm bây giờ, sắp tới là vô tâm với con. Sắp tới là có em bé rồi, có con rồi. Mình làm cha rồi. Không như là cái chuyện vô tâm nó nguy hiểm lắm nha. Rồi bây giờ tới con đó Cao Trí. Dạ. Cô ấy có những cái tật xấu gì? Dạ. Dạ không, tật xấu thì nói chung là cũng gọi là dựa trên cái tính cách thôi, là kiểu hay dỗi. Hay dỗi. Con là một con người kiểu ít nhắn tin với phụ nữ gọi là xung quanh con. Nhưng không, tối gì ngủ mơ, sáng dậy giận. Một tháng nào cũng mơ, một tháng nào cũng mơ, tháng nào cũng mơ luôn, là cứ đều một tháng là một hai lần. Ghen mộng. Mà con lơ tơ mơ, con không biết cái gì luôn đúng không? Dạ, tự nhiên ngủ dậy sáng là phải dỗ. Biết rồi, ghen mộng. Tại xong rồi ghen, xong rồi mơ, xong rồi áp đặt cái đó cho con là con mới đi ngoại tình về. Rồi đó. Trời ơi. Tháng nào cũng mơ luôn, mà mơ một lần mỗi người luôn. Lúc mà con đến với bạn này là con không tin vào tình yêu. Con nói là con đàn ông mà. Hồi đó con tin là 90% đàn ông sẽ ngoại tình. Nhưng sau khoảng thời gian dài con trải qua thì con tin là 100% đàn ông ngoại tình. Chỉ có là vợ biết hay không thôi. Nên lúc con đến với bạn này con là một người cực kỳ tiêu cực. Con không tin gì hết. Thì bạn là người thuyết phục con từng ngày, con mới đồng ý tới chuyện đám cưới. Cái xong rồi, nên là ngay cả cái lúc đám cưới á, nhiều lúc tự nhiên cái mình nằm mình mơ. Thì mình nghĩ trong đầu là chắc là phải có cái gì đó nó mới có cái giấc mơ đó. Chứ bình thường tự nhiên nó đâu có cái giấc mơ đó đâu. Bà suy nghĩ quá. Đúng rồi. Thành ra nó tạo suy nghĩ cái, nhiều quá xong cái, mơ. Cái giấc mơ. Dạ đúng rồi. Trong lúc ngủ. Con nói mà đâu chịu tin đâu. Bây con giờ mà. Còn không con? Dạ mới... cũng còn. Trước, qua, trước khi đi quay luôn làm mơ, làm chập đi quay xong mới đi quay mà. Rồi còn gì nữa không? Đang xong cô nói lượt cho nghe nè. Dạ tính gọi là sao kỹ tính quá. Dạ cầm đúng ràm. Dạ cầm ràm. Câu toan, ràm, câu toan dạ, kỹ tính. Kiểu nó hơi vô guồng quá giống tại như gì? Ở trong quân đội. Tại vì ông bừa bộn thì bả chắc chắn cầm ràm mà. Con lâu con cũng dọn nhà, con cũng dọn mọi thứ nhưng mà kiểu nó hơi vô guồng quá. Bây giờ nè, cái khoảng cách tuổi tác có dạ. Bao giờ thể hiện mình là người chị, một người kinh nghiệm, một người được sống lâu, sống lâu hơn cho nên là hay dạy dỗ. Hay la đó, hay la. Dạ thì có không? Hay la mình dạ, không? Có la nhưng mà la những thứ mà con sai thôi. Đúng thôi đúng rồi. Nhưng mà kiểu la hay la là cái vụ con hay sàn thôi, chỉ có la mỗi vụ đó thôi chứ còn lại con cũng nói là chưa biết là ai va chạm nhiều hơn ai nên cũng hay. Dạ. Thôi vậy là được rồi. Được, quá ngon. Cái mà trong cuộc sống á mà cái người vợ mà hơn tuổi mình á là cái người chồng ta sợ nhất, cái kiểu mà luôn luôn người vợ coi mình là cái người kiểu như là người nhỏ hơn, chưa trưởng thành, là cái đó là cái sợ nhất á. Là tại vì người ta luôn luôn người ta cảm giác là giống như là người ta mình chưa phải là một cái chỗ dựa vững chắc cho cái người vợ của mình. Mà cái đó là cái đàn ông ta tối kỵ á. Thành ra là con mà không có cái tính đó như vậy là rất tốt. Có nghĩa là rất tốt luôn. Rất là tâm lý á. Bây giờ là chung quy chỉ còn lại một cái gọi là ghen mộng á em. Ghen mộng. Cô nói cho nghe. Khi mà con đã xác định là khi mà con đến với bạn này, con xác định 100% đàn ông là ngoại tình rồi. Thì giờ con đã biết như vậy rồi, con xác định như vậy rồi. Nhưng mà con vẫn lấy bạn. Thì có nghĩa là con đã chấp nhận cái kết luận của con rồi, đúng không? Thì con cứ nghĩ đến cái điều là vậy nè. Từ cái ông thủ tướng, ông cũng có bồ. Con cứ nghĩ đi, đúng không? Rồi những cái người nữ, những cái nữ minh tinh mà phải là nhất thế giới, phải đẹp nhất thế giới, vào trong top, gọi là top 100 người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Mà ông chồng vẫn chồng ngoại tình. Vẫn ngoại tình. Dạ. Đúng không? Thì con phải nhớ vậy nè, nó là thuộc tính của đàn ông rồi. Mà bây giờ đến thời đại này rồi là không phải chỉ có đàn ông ngoại tình mà đàn bà cũng ngoại tình nữa.
đó là mình đương nói là cái mặt bằng chung của tất cả mọi người, của cả cái xã hội. Còn nếu như trong gia đình của mình tiết chế hoặc là mình chận cái việc đó được bao lâu, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Còn trong trường hợp mà cái chuyện đó có xảy ra thì đã trong cái phần lường trước của mình rồi, cho nên không có việc gì mà mình phải bận tâm, mình suy nghĩ cho nó mệt. Đúng. Con hiểu ý cô không? Dạ con hiểu. Cái phần xác không là cái gì hết, ăn thua là cái phần hồn thôi, đúng không con? Dạ. Cô nói thì cô hỏi thiệt con chứ, ngày nào con cũng ăn phở con chịu nổi không? Ngán thấy mồ, đúng không? Cũng có đổi qua mì hay là cơm chiên, cơm ơ đồ, đúng không? Dạ. Thì cái việc đó nó cũng giống như là món ăn thôi, đúng không? Dạ. Cái người đàn ông mà họ đi ngoại tình như là một món ăn mà họ muốn thay đổi, họ cần thay đổi. Nếu như chồng mình có là trong cái phần lường trước của mình rồi nha. Dạ, còn nếu chồng mình không có, quá tốt. Dạ. Thực sự nhiều khi con có tin không? Nhiều khi cô cái này cô thôi nha, cô không có khuyên ai đâu nha. Nhưng mà cô thấy nếu như bây giờ mình như thế này, nhiều khi mình không có đủ sức khỏe, hoặc là nhiều khi mình sao ta, mình cũng bị nhiều. Thời gian nhiều, mình làm việc nhiều quá mà mình bắt chồng mình á phải chịu đựng mình quá nhiều, tự nhiên thấy tội nghiệp ổng. Tại vì cuộc đời con người ngắn ngủi lắm. Dạ. Và rất vô thường, con người ta sinh ra phải được hưởng thụ tất cả những cái gì mà cuộc sống cho người ta, rồi tự nhiên bây giờ mình chặt mình tém lại, tự nhiên bắt chồng mình khổ. Dạ, thì cũng rồi. Tội cho chồng mình. Còn ví dụ như mình không có nhu cầu đó, và mình có một cái nhu cầu khác, ví dụ như là mình làm cái việc này mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình happy, vậy là mình sung sướng rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì thành ra cô nói con là bây giờ đang có em bé, đúng không? Dạ. Đang có em bé, mình phải lo sức khỏe về thể chất, sức khỏe về tinh thần cho mình và cho con cho của em mình bé. Đúng không nè? Dạ. Nếu mà mình suy nghĩ nhiều quá, mình cả nghĩ nhiều quá, mình suy diễn nhiều quá là mình sẽ bị gì con biết không? Sau khi sanh là rất dễ bị trầm cảm. Đó. Đó, đó, cho nên là đừng có dạy mà như thế mình khổ. Con mình khổ chứ không ai khổ. Con cũng nghĩ như vậy. Đúng, cho nên con phải delete hết những cái gì mà cần delete. Con cũng nghĩ lường trước được cái câu chuyện là con có suy nghĩ là đàn ông sống với mình mà nó chỉ là 60 năm, 70 năm thì bây giờ mà bắt người ta luôn luôn ở bên cạnh có tình cảm với mình như hồi lúc mới yêu thì rất là khó, nên con chấp nhận là có thể do bản tính của đàn ông họ có thể đi ra ngoài tìm những niềm vui, nhưng họ biết xác định đâu là nhà chính là xác được rồi. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại cũng hơi chạnh lòng, hơi buồn xíu nếu như mà chồng mình như vậy á con, nên là kiểu lo lo kiếm chuyện vậy thôi. Lo xa đó, cái đó là lo xa đó. Còn con cô nói là bây giờ vợ con đang như thế này á, thì bằng tất cả mọi cách con phải tạo cho vợ con một cái niềm tin là đúng rồi. Dạ. Ngày nào con cũng nâng niu chiều chuộng đúng như rồi. Quả trứng tuyệt vời đúng rồi. Đó là như nhưng vậy. Mà cứ suy nghĩ vậy là thì từ từ bớt suy nghĩ thôi nãy về chính suy nghĩ vì cái đó. Câu mà con nói á, thật ra là con nhỏ hơn nhưng mà chưa biết ai ra đời sớm hơn. Dạ. Cho nên chính cái câu đó của con, chú đánh giá rằng con rất là trưởng thành, rất là trưởng thành luôn. Yeah. Rất là chững chạc, rất là chuẩn mực luôn. Và hy vọng ngoại hình á thì cũng đã cứng cỏi gọi đúng là rồi. như là hơn con á, già hơn Phương Anh luôn, thiệt luôn á. Đó. Nhưng mà bây giờ chú chỉ có một cái chia sẻ với con, có nghĩa là vợ đang trong cái trạng thái sắp tới đây sẽ yếu đi nhiều, thậm chí là làm việc sẽ ít hơn, cho nên cái việc bừa bộn mình phải sắp xếp lại, bớt lại. Và thậm chí là phải làm việc nhiều hơn. Vợ nó tỉ quá, nó sạch quá. Nghe, nghe chưa? Để cho vợ vui. Vợ vui thì con nó vui. Đó, vợ mà lâm bồn, vợ đẻ mà trong cái tâm trạng là vui vẻ, hạnh phúc thì con nó sẽ xinh, sẽ đẹp, sẽ vui hơn. Cô chưa nói nha. Nó mà sạch sẽ như vậy là mình lời á. Con mình lời, tại vì sau này con mà khi nó bò đó con, cái sàn mà con tưởng tượng mà nó dơ là tội con lắm luôn á. Không, tự khắc bạn này sẽ thay đổi nha. Các bạn đã không lựa chọn cái việc là chúng ta gặp nhau như thế nào, nhưng mà trong hạnh phúc là các bạn đã lựa chọn, và lựa chọn rất đúng. Và chúc mừng hai bạn đã tìm được cái người bạn đời rất xứng đáng, rất hợp với mình. Chúc mừng các bạn, bởi vì các bạn là hạnh phúc là lựa chọn. Dạ, cảm ơn cô Dương. Rồi.